Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 3 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, sáng nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh. Việc ký kết nhằm thực hiện kế hoạch số 31 ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm. Mục đích là góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức hành động của toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm, ngăn chặn phòng ngừa xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự nghiệp gắn với liên kết. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 1379 ngày 2 tháng 8 năm 2021 về việc thành lập đoàn công tác hỗ trợ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tỉnh Bắc Cạn thành lập đoàn công tác gồm 16 bác sĩ điều dưỡng của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong công tác khoanh vùng dịch, chăm sóc, điều trị kịp thời các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Dự kiến đoàn công tác sẽ lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 8 năm 2021. Trước đó, ngày 1 tháng 6 vừa qua, ngành y tế tỉnh Bắc Cạn cũng đã cử đoàn bác sĩ điều dưỡng của tỉnh tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19. Thưa quý vị khán giả, hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Tại huyện Ngân Sơn, tuy chưa có ca nhiễm COVID-19, nhưng địa phương này luôn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Chợ là nơi cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày. Đây cũng là địa điểm được cho là tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do tập trung đông người. Do đó, việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ luôn được các cấp chính quyền địa phương của huyện Ngân Sơn chú trọng. Các tổ chức chống dịch COVID-19 tại cộng đồng đã sử dụng loa kéo tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tại các khu vực họp chợ. Trong quá trình tuyên truyền, tuần tra, tổ phòng chống COVID-19 nhắc nhở và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người bán, người mua. Nhắc nhở những cái người dân là phải thực hiện nghiêm cái biện pháp 5K, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Qua thực tế cho thấy, dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng tại một số khu vực họp chợ, khu vực công cộng, người dân chưa tuân thủ các biện pháp 5K trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nguy cơ lây lan rộng, chợ, khu dân cư là những nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao. Do đó, chính quyền các cấp, đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương, khách hàng vi phạm và ngay cả với những tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị quản lý không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Dịch COVID-19 tái bùng phát lần này đã tác động không nhỏ đến tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa trên thị trường. Lực lượng quản lý thị trường đã triển khai các giải pháp nhằm điều tiết ổn định giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu và sản phẩm phục vụ phòng chống dịch. Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trong tỉnh tập trung theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa. Trong đó tập trung kiểm soát những mặt hàng thiết yếu, sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại chợ, khâu lưu thông, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh không rõ nguồn gốc. Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 183 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua đó phát hiện và xử lý 65 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 360 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 3 đã thường xuyên thăm nắm địa bàn, bám sát, cùng phối hợp trinh sát với lại cùng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bắc Cạn phát hiện, kiểm tra một vụ việc có dấu hiệu vi phạm về không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
có số lượng hàng hóa vi phạm tương đối lớn. Đội cũng thường xuyên kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như thiết bị y tế, khẩu trang phục vụ cho chống Covid trên địa bàn. Cùng với đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đội quản lý thị trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm tra bình ổn giá cả lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người dân. Tiến hành triển khai các cái kế hoạch kiểm tra bình thường nhưng mà có cái trọng tâm trọng điểm, không kiểm tra tràn lan. Mà cái lĩnh vực thứ nhất là anh em tập trung kiểm tra các cái mặt hàng vật tư y tế để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cũng chỉ đạo anh em các cái đội quản lý thị trường tập trung kiểm tra các cái mặt hàng thiết yếu để mà phục vụ cái đời sống của bà con và cái sản xuất, đặc biệt là các cái mặt hàng lương thực, thực phẩm. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh, thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng chức năng, tăng cường công tác trao đổi thông tin, cảnh báo để có phương án, kế hoạch đấu tranh xử lý hiệu quả. Ngoài ra, đơn vị còn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức cá nhân không vận chuyển, kinh doanh tiêu thụ hàng hóa trái pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh buôn bán trái pháp luật, đặc biệt là các hành vi buôn bán, kinh doanh trên không gian mạng và hoạt động thương mại điện tử. Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện tử của Bộ Y tế, giúp người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của bản thân. Hiện nay, cùng với các tỉnh thành trong cả nước, tỉnh Bắc Cạn cũng đang tập trung chỉ đạo triển khai. Với mục tiêu 100% người dân được quản lý toàn diện lịch sử dữ liệu tiêm vaccine và có thể tra cứu hồ sơ sức khỏe cá nhân, hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và Viettel Bắc Cạn đang phối hợp triển khai phần mềm. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng hình ảnh hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm sổ sức khỏe điện tử, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai tuyên truyền về lợi ích và cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại hoặc các thiết bị di động thông minh, đăng ký sử dụng ứng dụng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bắc Cạn. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị liên hệ với Viettel Bắc Cạn, đơn vị quản trị ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để được hướng dẫn hỗ trợ. Ông Nguyễn Đức Tú, nhân viên Viettel Bắc Cạn, số điện thoại 0866-361-333. Sáng nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã đi thăm tặng quà một số gia đình nạn nhân chất độc da cam tại chợ Đồn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình ông Trương Quang Ngọ và ông Nguyễn Văn Quân tại thôn Nà Cọ, xã Đồng Thắng. Tại các gia đình, đoàn đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn mà các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin đang phải gánh chịu, đồng thời động viên các nạn nhân và gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, dư nợ cho vay dịch vụ tài chính nông thôn thuộc dự án kinh doanh nông hộ CSSP trên địa bàn huyện Bắc Nạm đạt 5,6 tỷ đồng. Dịch vụ tài chính nông thôn thuộc dự án CSSP trên địa bàn huyện Bắc Nạm được triển khai cho vay thông qua Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đã giải ngân cho 345 hội viên phụ nữ vay vốn tại 26 tổ hợp tác thuộc 9 trên 10 xã. Trong đó, xã Bục Bố có dư nợ cho vay cao nhất trên 1,5 tỷ đồng, Nghiên Loan 860 triệu đồng, Xuân La 750 triệu đồng. Nguồn vốn tập trung cho vay chủ yếu là đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, phát triển các mô hình trồng trọt có liên kết bao tiêu sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo. Tỉa thưa là một trong những biện pháp chăm sóc rừng trồng khá hiệu quả. Bởi vậy, thời gian gần đây, người dân trong tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt khâu chăm sóc này để nâng cao năng suất và chất lượng cây rừng. Đặc biệt đối với những diện tích trồng cây gỗ lớn như mỡ, người dân đã thực hiện tỉa thưa theo 3 giai đoạn, lần 1 khi rừng ở 4 đến 5 tuổi, lần 2 khi rừng từ 8 đến 9 tuổi, lần 3 là rừng đạt tuổi thọ từ 13 đến 15 năm. Việc tỉa thưa cây mỡ được người dân thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn, qua đó giúp điều chỉnh mật độ cây phù hợp, giảm sự cạnh tranh về không gian dinh dưỡng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại năng suất cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với thời điểm trước khi tỉa thưa.
Để khuyến khích người trồng rừng áp dụng phương pháp chăm sóc khoa học này, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Cạn sẽ hỗ trợ kinh phí cho người dân chặt tỉa thừa rừng, trong đó mỗi hectare rừng được hỗ trợ 10 triệu 500 nghìn đồng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 5.000 hectare cây mỡ áp dụng biện pháp chặt tỉa thừa kết hợp cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Thưa quý vị, với mục tiêu tạo vùng nguyên liệu giấy của tỉnh, vào khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2004, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Cạn đã triển khai dự án trồng cây luồng tại một số xã trên địa bàn huyện Ba Bể. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, cây luồng không tiêu thụ được, nên hiện nay một số hộ dân đã phá bỏ để trồng các loại cây khác. Thực hiện dự án trồng cây luồng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Cạn triển khai, năm 2003, gia đình bà Dương Thị Cậm ở thôn Phiêng Kèm, xã Chu Hương đã đăng ký trồng gần 1 hectare. Quá trình trồng, gia đình bà đã bỏ rất nhiều công chăm sóc với mong muốn sau khi được khai thác sẽ mang lại một khoản thu nhập khá. Thế nhưng khi cây đến tuổi khai thác, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Cạn đã không đến thu mua theo cam kết. Mọi hy vọng của gia đình cũng dần bị tan biến. Không có nơi tiêu thụ, cũng không biết làm gì với lượng luồng lớn như vậy. Gia đình bà Cậm đã chấp nhận bỏ phí hơn 10 năm công chăm sóc, bảo vệ, thuê người phá bỏ toàn bộ để trồng keo và mỡ. Giả sử trồng cây mỡ với lại cây keo ấy, thì 10 năm thì bây giờ đã được khai thác thì mỗi hát ít cũng được mấy chục triệu. Nhưng mà cây luồng thì bây giờ thì vừa mất công để phá với lại hỏng đất nữa. Bởi vì nó ăn hết chất rồi, bạc màu hết rồi. Bây giờ mà trồng cái khác thì chăm sóc cũng vẫn khó hơn những đất đồi khác. Phiêng Kèm là thôn trồng cây luồng theo dự án lớn nhất của xã Chu Hương với khoảng trên 40 hectare và gần 100% hộ dân tham gia. Tuy nhiên đến nay, phần lớn đã bị phá bỏ để trồng cây khác thay thế. Đấy, sau khi mà tổ chức thực hiện cái dự án ở trên đây, bà con đầu tiên cũng rất hồi phấn khởi để tiếp dọn cái dự án này. Đấy, đến khi thực hiện cái dự án này được sau khoảng 2-3 năm khi có thành quả rồi ấy, thì nhưng mà khi mà cái sản phẩm đầu ra thì nó không còn. Đấy, thì sau mấy năm đến khi khoảng tầm 4-5 năm này, sau khi sản phẩm nó có thì chúng tôi chả bán được cái cây. Thì sau đó là bắt đầu là chúng tôi lại bà con lại trở ra là bán măng. Đấy. Nhưng mà bán măng được một thời gian ấy, thì cái này nó khoảng tầm hơn chục năm. Thế này cái mức độ măng của nó lên nó cũng rất thấp. Đấy, thì cái hiệu quả nó không còn. Thế đến bây giờ ấy, thì được cho 2 năm nay ấy, thì cái hiệu quả từ cái dự án này ấy, thì nó không còn. Cho nên là bà con bây giờ cơ bản là chúng tôi đã phá đi để trồng cây khác thôi. Để có hiệu quả mang lại cái nguồn thu cho bà con. Không có số liệu thống kê đầy đủ, nhưng theo ước tính, toàn huyện Ba Bể có khoảng trên 100 hectare cây luồng được trồng theo dự án làm nguyên liệu giấy, tập trung nhiều ở các xã Mỹ Phương, Chu Hương và Yến Dương. Tuy vậy, trong số đó gần như toàn bộ không được đơn vị chủ trì là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Cạn bao tiêu theo cam kết. Từ hy vọng đến thất vọng, nhiều hộ dân đã tự tay chặt bỏ lại cây này. Thế nhưng việc phá bỏ cũng mất rất nhiều công sức. Không những thế, trên những diện tích trồng cây luồng, đất đã bị bạc màu và cằn cỗi. Khi trồng thay thế, các loại cây khác cũng rất chậm phát triển. Sau một thời gian trồng mà cây cũng sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Đấy. Đa số là tỷ lệ mọc nó rất là cao. Đấy, về sau thì rất khó khăn trong cái công tác là cái công ty lâm nghiệp về cái việc mà bao tiêu các sản phẩm đầu ra thì gặp rất nhiều khó khăn. Một số bà con là bây giờ ấy thì cũng chỉ là gọi là chặt đi, phá đi để trồng những cây khác. Bởi vì cây này là kém hiệu quả. Đấy, bởi vì là liên quan đến cái sản phẩm đầu ra của bà con. Việc dự án trồng cây luồng nguyên liệu giấy tại huyện Ba Bể không đạt hiệu quả là điều đáng tiếc. Thế nhưng người dân tham gia dự án vẫn mong muốn chính quyền địa phương và ngành chuyên môn cùng đồng hành tìm đầu ra cho loại cây này để không lãng phí công chăm sóc, bảo vệ hơn 10 năm qua của mình. Thưa quý vị khán giả, trong bối cảnh dịch viêm da nổi cục vẫn đang tiếp diễn, ảnh hưởng đến chất lượng đại gia súc, thì một hội viên nông dân là giám đốc hợp tác xã ở thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đã có mô hình nuôi trâu hiệu quả. Ông Nông Đức Truyền, hội viên hội nông dân thị trấn Phủ Thông đã nuôi trâu nhiều năm nay. Tuy nhiên do diện tích đất của gia đình không đủ nên ông đã thực hiện hình thức nuôi ký gửi. Nghĩa là liên kết với một số hộ có nhu cầu chăn nuôi trâu vỗ béo. Căn cứ vào điều kiện của hộ gia đình như chuồng trại, nhân lực, ông Tuyền sẽ đầu tư con giống, vật tư cho các hộ, đồng thời cùng họ tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nếu bán được lãi sẽ chia nhau. Mô hình đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lan tỏa đến nhiều địa phương trong và ngoài huyện. Thực ra này làm thì qua quá trình làm thì mình cảm thấy làm ăn được là mình cứ nâng dần nâng cao nó lên thôi, chứ không phải là học tập ở đâu cả. Đến bây giờ mới có trên mạng, bắt đầu mới có xem trên mạng
cũng chỉ mấy năm nay thôi là bắt đầu mới có nhiều, thì cũng học tập được thêm ở trên mạng. Nhưng thực ra cái này là mình đã tự phát, là mình còn làm trước người ta ấy. Trước đây người ta chưa hề làm là mình đã làm những cái này từ lâu lắm rồi đấy. Nói chung ngày xưa là hay thả rừng, nuôi rừng thì nó mất rất nhiều là diện tích đất đồi, đất phải nhiều diện tích mới trang được. Nhưng bây giờ chỉ cần ít diện tích thôi là mình có thể làm được. Vì mình bây giờ mình trồng cỏ, trồng ngô cho nó ăn. Đấy, hàng năm cuối năm là mình tích trữ rơm. Nuôi trâu như này là sẽ tạo điều kiện được cho rất là nhiều người. Nhiều người không có khả năng đi làm thuê được. Nhiều người thiểu năng trí tuệ, nói chung là bất cứ người nào gọi là yếu thế cũng có thể nuôi trâu được. Năm 2020, ông Truyền đứng ra thành lập hợp tác xã Truyền Nhi. Do đó, mô hình nuôi trâu ký gửi của ông ngày càng phát triển. Để mở rộng nuôi trâu, hợp tác xã đã đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng mua con giống, thuê đất, xây dựng chuồng trại, trồng ngô, cỏ, tạo nguồn thức ăn. Hiện nay, hợp tác xã đã có 10 thành viên và 25 hộ dân nuôi trâu cho hợp tác xã. Các hộ tham gia mô hình đều được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, tiêm phòng dịch và thậm chí cả việc tiêu thụ. Hợp tác xã là mang lại cho hội viên là rất nhiều lợi ích. Nếu mà mình nuôi được nhiều và bán được nhiều thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Mình cũng không mất chi phí nữa. Mình chỉ bỏ công ra là chăn nuôi. Do thì như bản thân mình mà khác tự làm ấy thì cũng sẽ vất vả, bởi vì trước tiên là mình cũng không có vốn nhiều để mua được nhiều trâu. Nhưng mà theo hợp tác xã mà cho như thế để hội viên làm ấy thì là mình nghĩ là rất tốt ạ, có lợi cho bản thân gia đình. Hiện nay tổng đàn trâu trong mô hình của ông Truyền dao động từ 60 đến 70 con. Các hộ chăn nuôi sẽ vỗ béo kết hợp với chăn thả. Chuồng chính được xây dựng tại thôn Nà Phả, thị trấn Phủ Thông, duy trì 30 con trâu. Bên cạnh đó là bãi trồng cỏ, trồng ngô khoảng 1,5 hectare. Hầu hết chất thải do chăn nuôi được tận dụng để bón cỏ và bón ruộng. Nhờ có kỹ thuật chăn nuôi, hệ thống chăn nuôi khoa học, hợp lý, nên đàn vật nuôi phát triển tốt, đem lại giá trị cao. Nó rất là đơn sơ, để chuồng trại rất là đơn sơ, quan trọng là chăn làm sao cho đủ cỏ, chăm sóc làm sao cho tốt, thì là trâu được tốt rồi. Những người nào mà có nhu cầu, về những cái xã nào họ mua trâu dự án hay là những hộ dân nào có nhu cầu đến hợp tác xã này là có đầy đủ hết, loại to, loại nhỏ, loại nào cũng có. Và mình là luôn mua cho những người mà cần bán và luôn bán cho những người cần mua. Đấy, trâu to, trâu nào mà đạt tiêu chuẩn rồi đâu ấy thì mình lại đem đi bán ở cửa khẩu. Với mô hình nuôi trâu hiệu quả, ông Nông Đức Truyền cũng như hợp tác xã Đức Truyền không chỉ góp phần vào việc phát triển đàn đại gia súc của huyện Bạch Thông mà còn tạo được việc làm cho nhiều hộ gia đình trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Với sự chăm chỉ chịu khó và sáng tạo, ông Truyền dự định hướng tới kinh doanh các món ăn từ thịt trâu, đa dạng hóa hoạt động của hợp tác xã. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Thời sự buổi tối thứ ba của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.